Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 178 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hắn cư nhiên đã luyện hóa Sở Nam công tử, chính thức giết chết Sở Nam công tử, còn cướp đoạt tất cả lực lượng thần thông. Sở Nam công tử chính là nhi tử của Tinh đế, Tinh đế sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Bắt đầu điện chủ cứ như vậy chết đi, chết rất tốt, chết rất tốt, rốt cuộc cũng chết làm sao có thể sở nam công tử đã bị luyện hóa rồi không có khả năng vừa rồi ta còn muốn trở nên nổi bật còn chờ hắn tới giải cứu nữa mà lúc này trong một không gian độc lập tại hoàng tuyên đầu một số người thấy rõ ràng một màn phương hàn luyện hóa sở nam công tử bởi vì quá trình phương hàn luyện hóa sở nam công tử nói ra thì rất dài nhưng diễn biến lại cực nhanh cơ hồ chỉ trong thời gian mấy câu nói mà thôi từ khi phương hàn bắt đầu thiêu đốt bảy viên thuần dương đan bao trùm lấy sở nam công tử sau đó sở nam công tử rít gào tinh khí trên người bị hút đi. Sau đó lực lượng của Phương Hàn tăng vọt, tu thành bất tử chi thân, trực tiếp nuốt sở nam công tử xuống, lực lượng tiếp tục tăng. Thời gian này rất ngắn, động thủ chỉ trong thời gian điện quang hỏa thạch, động tác rất mau lẹ. Ai sẽ thấy rõ một màn này? Chính là Hàn Hy bị Phương Hàn thu vào, còn có mấy nữ đệ tử uy danh hiển hách bài danh trên tiểu trường sinh bảng. Đương nhiên còn có cả Phương Thanh Vi đang bị giam nữa. Đám nữ đệ tử đều nhìn thấy một màn này. Đối với các nàng mà nói, sở nam công tử mặc dù hào sắc, độc ác, thế nhưng thực lực siêu cường. Cơ hồ là có thể biến hóa đa đoan, lật tay làm mưa, đã nhiều năm bạo ngược như vậy cũng không ai làm được gì hắn. Hơn nữa hắn có hậu trường cực kỳ vững chắc. Ngay cả nữ tử của thánh nữ điện cũng dám động, còn cái gì mà hắn không làm được. Hiện tại mặc dù Phương Hàn là địch nhân, thế nhưng khi luyện hóa xong sở nam công tử, ngoại trừ khiếp sợ ra, các nàng còn có chút khoái ý trong lòng. Quả thực tại vô số đệ tử trong vô cực tinh cung, đặc biệt là nữ tử, sở nam công tử chính là ác mộng, rất nhiều nữ đệ tử nằm mộng cũng muốn giết chết hắn. Hiện tại bị Phương Hàn giết chết, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ trăm vạn, hơn ngàn vạn nữ đệ tử của vô cực tinh cung âm thầm đốt pháo chúc mừng. Đương nhiên Phương Thanh Vi sẽ không ở trong số đó, nàng chính là muốn làm sao trở nên nổi bật, thật vất vả mới bỡ đỡ được sở nam công tử, bây giờ lại bị Phương Hàn giết chết, hy vọng tan vỡ. Trong lòng đã lạnh lại trở nên lạnh hơn. Hàn Hy, ta đã giết chết, luyện hóa sở nam công tử, coi như báo thù cho nàng. Nếu như không phải ta mà nói, coi như thánh nữ xuất thủ cũng không giết được người này. thân thể phương hàn khẽ động một trào tung ra, dạ. túi pháp bảo còn sót lại của sở nam công tử bị hắn thu lấy. sở nam công tử thân là điện chủ bắc đầu điện, trong túi pháp bảo trên người chứa đựng số lượng tài liệu cùng bảo bối khổng lồ, còn có vô số thuần dương đan. trong ngọc bài của hắn còn vô số cống hiến. hiện tại phương hàn luyện hóa sở nam công tử, trên người còn tốn lưu khí tức của hắn, cho nên có thể trực tiếp mở được ngọc bài của hắn ra, bên trong nhét đầy tinh thần phù văn. Không tồi, không tồi. Trong này có khoảng chừng 500 triệu điểm cống hiến, tại sao lại nhiều như vậy? Phương Hàn quả thực bị chấn kinh, nhưng mà như vậy cũng tốt, tiết kiệm bớt phiền toái cho ta, ta sẽ đem toàn bộ những thứ này đổi thành thuần dương đan, trực tiếp thiêu đốt trong hoàng tuyển đồ, cũng có thể hàng phục đám thuần dương chi long kia. Trong túi pháp bảo của Sở Nam công tử còn có rất nhiều bảo bối, tài liệu, thậm chí túi pháp bảo này cũng là một kiện đạo khí, thế nhưng Phương Hàn không có thời gian đi dò xét. Hiện tại chuyện cần nhất là có thể khôi phục được lực lượng của Hoàng Tuyền Đầu hay không, chuyện này. Lúc Phương Hàn tu luyện thành Bất Tử Chi Thân, chỉ trong nháy mắt Hoàng Tuyền Đầu một lần nữa chấn động. Bên ngoài truyền tới thanh âm hét lớn, là tiếng gầm rú của chín đại vạn cổ cự đầu ở bên ngoài bát bộ phù đồ. Tâm binh của Phương Hàn bỗng chốc chấn động. Ha 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 ha, Phương Hàn không thể nào luyện hóa được Sở Nam công tử, tu thành Bất Tử Chi Thân, các ngươi bị Phương Hàn độ hóa, vậy để ta tới giải cứu đi. Ta cũng biết đại phổ độ thiên quang của Phật môn Đà La Kinh Tràng của ta đây cũng chính là trí bảo của Phật môn. Không kẻ nào tu luyện sâu công pháp Phật môn bằng ta. Vậy để ta cho các ngươi hoàn tục nhé. Không biết vì sao Hồng Thiên Kinh cư nhiên chấp tay, thân thể tản mát ra từng đạo kim quang, giữa ngón tay cái chính là kim sắc Phật Đà. Đám kim sắc Phật Đà này có tới hàng trăm hàng vạn, mỗi đạo trông đều rất sống động, tản mát ra Phật quang càng thêm minh mông. Trong lúc Hồng Thiên Kinh công kích, Ma Vân ở bên ngoài Hoàng Tuyền đầu cư nhiên cuồn cuộn tản đi, bị kim sắc Phật Đà trực tiếp xé rách hơn nữa trong tích tắc hồng thiên kinh thi triển ra dạ phật quang phía sau đầu hắn xuất hiện từng vòng lỗ thủng thời không trong lỗ thủng chảy ra quang mang màu vàng toàn bộ để ra trì thân thể hắn đây là do hắn mở ra phật giới hắn mở ra phật giới thần bí giống như long giới hấp thu phật lực hào hùng từ trong đó ra trì thân thể của chính mình chiêu thức thần thông ấy của hắn cư nhiên chính là phật hiệu của phật môn thế nhưng rõ ràng cũng thuộc ba nghìn đại đạo thậm chí còn cao hơn cả đại phổ độ thiền quang có lực sát thương không gì sánh kịp cầm cố lực còn có một loại lực lượng mi hoặc nhân tâm, siêu độ nhân tâm. Bên ngoài đại trận cửu cửu thuần dương triệt để bao trùm lấy phương Hàn, khoảng chừng hai ba mươi vị vạn cổ cử, cử đầu, hàng trăm hàng ngàn đệ tử thuần dương điện đều thúc dục bổn mạng thiên địa pháp tướng cùng kinh đan của mình, lực lượng liên tiếp giống như một cái cối xay, có sát lấy ma khí của hoàng tuyên đồ, cùng bát bộ phủ đồ. Hiện tại hơn phân nửa đệ tử, cao thủ của thuần dương điện đều tập trung ở đây. Đương nhiên cũng có một số cao thủ lợi hại thủ hộ ở biên giới đại trận để đối phó với đại quân yêu ma bằng không Phương Hàn cũng không dễ thở như vậy. Trong thuần dương điện, cao thủ tọa chấn thật sự quá nhiều, trọng yếu nhất chính là đại trận cửu cửu thuần dương cũng đủ để giết nhân vật cường hoành bất từ chi thân. Nếu không phải Phương Hàn có ba kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại đã sớm bị diệt rồi. Trên bầu trời, từng đạo thuần dương chi lực được thiếu đốt, những đệ tử vãn cổ cự đầu kia thúc dục lực lượng của mình tới cực hạn, thậm chí ngay cả 3000 đầu thuần dương chi long trên quảng trường cũng bắt đầu thức tỉnh, tản mát ra từng đợt khí tức khủng bố. Nếu như 3.000 đầu thuần dương chi long triệt để được thúc dục, hợp thành một mạch, kết cục của Phương Hàn chỉ có một, đó chính là chết. 3.000 đầu thuần dương chi long, bình thường là nửa tỉnh nửa ngủ, ở trên đỉnh trụ tử thế nhưng nếu như gặp lúc sinh tử tồn vong, chúng nó sẽ triệt để thức tỉnh, đánh địch nhân dám xâm phạm. Hiện tại đám đệ tử, vạn cổ cự đầu bố trí đại trận cử cử thuần dương, đầu tiên là muốn vây khốn Phương Hàn, thứ hai chính là muốn vận chuyển đại trận tới cực hạn, triệt để đánh thức thuần dương chi long tỉnh dậy. Cũng may mà bên ngoài yêu ma đang đánh tới, cầm chân không ít vạn cổ cự đầu cùng đệ tử, bằng không đại trận cửu cửu thuần dương còn mạnh hơn nhiều nữa, thời gian nhanh hơn để đánh thức 3000 đầu thuần dương chi long. Lúc tình huống như vậy xảy ra, Hồng Thiên Kinh liền bay vào, mãnh liệt xé rách ma vụ, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp lấy bát bộ phủ đồ của Phương Hàn. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là đạo thuật Phật môn chính thức. Ta đã tìm được một kiện di hài thượng cổ đại Phật, luyện thành ba đại thần thông Phật môn, đây là đại phổ độ thiên quang, đây là đại giải thoát thuật, đây là đại siêu độ thuật. Hãy để cho ta tới siêu độ các ngươi, giải thoát cho các ngươi. Nguyên lai like hắn đã phát ra ngàn vạn Phật quang kim sắc Phật đà kia chính là một môn thần thông được xếp rất gần thuộc 3000 đại đạo, đại giải thoát thuật. Đại giải thoát thuật này còn được xếp trên đại phủ độ thuật, là thần thông bài danh trước 20. Cùng lúc đó giữa hai hàng lông mày của Hồng Thiên Kinh cư nhiên bắn ra một đạo Phật quang, một con mắt nằm dọc màu vàng cưỡng chế mở ra. Trong con mắt nằm dọc này bắn ra một đạo Phật quang màu hồng dài đến vạn trượng, trong đó ẩn chứa một loại ý cảnh phi thăng cực lạc, hơn nữa lực sát thương rất khủng bố, quả thực thoáng cái có thể hòa tan hạ phẩm đạo khí. Đây là ánh sáng siêu độ của đại siêu độ thuật. Đây là một trong ba nghìn đại đạo, một phần của Phật môn, bài danh trước 20 trong ba nghìn đại đạo. Sau khi tu thành, uy lực vô cùng vô tận, vượt qua tưởng tượng của con người. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phun ra một cỗ đại phổ độ thiền quang, chính là đại phổ độ thuật. Hắn cũng biết đại phổ độ thuật của Phật môn ba đại đạo của Phật môn tập trung vào một thân thể. Sau đó Phật quang của hắn chiếu xạ tới bát bộ phù đồ, lập tức khiến chín đại vạn cổ cự đầu trong đó chấn động toàn thân. Bát bộ phù đồ lại xoay tròn. Đồng thời hắn cũng nhìn rõ hết thầy mọi thứ trong bát bộ phù đồ. Nhất là khi nhìn thấy linh phù có khắc lục tứ chân ngôn, toàn thân hắn chấn động. Thế gian tự tại vương Phật ra ra chỉ phù. Tại sao có loại vật này? Đây là thánh Phật trong truyền thuyết, là cổ Phật viễn cổ tồn tại không biết qua bao nhiêu thời đại, có thể chấn áp tiên nhân, giết chết tiên nhân thế gian tự tại vương phật đây là phù chú của hắn là phù chú của hắn đáng tiếc đáng tiếc tên phương hàn này lại không biết vận dụng triệt để khai phá được diệu dụng của tờ phù chú này nói cách khác nếu như vậy ta đã sớm bị giết rồi điều này chứng tỏ hắn không có phật duyên không có phật duyên đạo phù lục này cư nhiên chính là thứ để mở ra phật giới a trong lòng hồng thiên kinh gầm thét lên tựa hồ như hắn nhận ra tờ phù lục này rốt cuộc là vật gì thế gian tự tại vương phật nếu như tờ phù chú này rơi vào trong tay ta cái gì mà tinh đế long sàng, gì mà đại hỗn độ lôi kiếm, ta đều không cần. Ta có được nó, sẽ có thể chính thức lĩnh ngộ chân lý Phật môn. Dung nhập vào thân thể sẽ được gia trì mãi mãi. Ha, ha 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 hồng thiên kinh, ngươi đừng có ăn mảnh một mình chứ. Đại hỗn độ lôi kiếm, ta muốn thanh kiếm này. Còn nữa, quyền trượng ta cũng muốn. Tinh đế long sàng thuộc về ngươi, bát bộ phủ đồ cũng là của ngươi. Những người này đều bị đại phủ độ thiền quang độ hóa, ngươi cũng tu luyện đại phủ độ thiền quang một khi chiếu xạ sẽ khiến bọn họ tỉnh lại, đến lúc đó bát bộ phủ đồ sẽ rất lộn xộn. Trong tích tắc này tư mã trùng thúc dục thiết huyết chiến kỳ cũng bay tới, mạnh mẽ phun ra một đạo thuần dương khí, thiết huyết chiến kỳ bay múa, trở nên lớn hơn vạn lần, điều bao trùm quyền trượng đế thích, đại hỗn độn lôi kiếm, muốn thu nó vào trong túi mình. Mặc dù hắn chưa tu thành bất tử chi thân, thế nhưng bản thân cũng có 800 triệu mã lực, tu vi càng thâm bất khả chắc, tương đương với 8 vị vạn cổ cự đầu, trên người còn có thượng phẩm đạo khí, một khi động thủ đủ có thể chấn áp một phương. Hai người này muốn mạnh mẽ cướp lấy bảo bối của Phương Hàn. Các ngươi muốn cướp bảo bối của ta. Người có ý nghĩ này, đều phải chết. Trong tích tắc này, một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp như thiên hà từ hoàng tuyền đồ vọt ra. Hồng Thiên Kinh, tư mã trùng hai người này tuy đã bước vào trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh thế nhưng thực lực chân chính thậm chí còn mạnh hơn cả một số cao thủ bất tử chi thân. Một cao thủ bất tử chi thân có thể đối phó với chín vạn cổ cự đầu cấp bậc vạn thọ cảnh nói cách khác lực lượng của bọn hắn tầm 900 triệu mã lực gì đó. Mà hiện tại lực lượng của Hồng Thiên Kinh tương đương với 1 tỷ mã lực, mà Tư Mã Trùng cũng có 800 triệu mã lực. Hai người này xuất thủ tung hoành kích ra, khiến chín đại vạn cổ cự đầu trong bắt Bộ Phù Đồ, Mộc đạo nhân, Long đạo nhân các cao thủ không làm gì được. hối chi hai người tu luyện thần công trong 3000 đại đạo, trong tay còn có thượng phẩm đạo khí, vô số thuần dương đan. Nếu như Phương Hàn không xuất đầu mà nói, với lực lượng của bắt Bộ Phù Đồ tuyệt đối không thể ngăn cản nổi thật sự sẽ bị hai đại cao thủ này thu lấy. Đương nhiên mục đạo nhân bọn họ tuy cũng có thượng phẩm đạo khí, nhưng lại không đủ thuần dương khí. Càng lợi hại hơn chính là bên ngoài có đại trận cửu cửu thuần dương bao phủ, mang theo lực lượng khổng lồ, giống như cối say, liên tục nghiền ép, mỗi một lần phát động, nguyên khí của bọn họ chấn động, tiêu hao không ít nguyên khí. Nếu không phải ma khí của Hoàng Tuyền đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra, bọn họ sớm đã duy trì không được. Phải biết rằng đại trận cửu cửu thuần dương chính là do trăm ngàn đệ tử Kim Đan, hơn 10 cường giả tu luyện thành bổn mạng thiên địa pháp tướng, còn có 23 vị vạn cổ cự đầu thúc dục. Cho dù trong bát bộ phủ đồ có ngàn vạn thiên ma, 5000 thiên ma vương, thế nhưng không có được bao nhiêu thiên ma vương tu thành kín đàn. Bố trí đại trận căn bản lực lượng không thể chống lại đại trận của đám người thuần dương điện. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không duy trì được. Uy lực của đại trận cử cửu thuần dương này thật sự quá mạnh. May mà điện chủ lữ động tiên của thuần dương điện không có ở đây. Kẻ dẫn đầu chỉ là chín đại trưởng lão dưới trướng, toàn bộ đã đi hỗn nguyên vô cực đồ rồi, bằng không chỉ sợ chúng ta vừa đối mặt đã bị giết chết. cố duy trì đi. được. phương hàn đã hữu dứt cục cũng tu thành bất tử chi thân, ta cảm thấy lực lượng trong hoàng thuyền đồ thật là cường đại. trong bát bộ phù đồ, ý niệm giao thoa, pháp lực, cương khí của chín đại vạn cổ cự đầu dung hợp cùng một chỗ thúc dục lực lượng của bát bộ phù đồ, vận dụng lực lượng của long giới cùng phật giới gắt gao thủ hộ, trong đó là thủy bắc thương ảnh tử hai đại cự đầu này rất quen thuộc với thuần dương điện. Thuần Dương Điện là một trong những điện phủ tối trọng yếu nhất, thủ hộ ở đây toàn là những cao thủ, đại trận thâm bất khả chấp, ngoại trừ đại trận cửu cửu thuần dương ra, ở chỗ sâu trong đại điện này còn có một hải dương do cửu dương thánh thủy cấu thành. Trong hải dương này có thuần dương điện lữ động tiên của thuần dương điện trấn thủ. Nghe đồn lữ động tiên này cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, lực lượng thâm bất khả chắc, hơn nữa thuần dương điện còn có 9 đại trưởng lão bất tử chi thân trấn thủ trong tay mỗi người đều có trung phẩm đạo khí, ở chỗ sâu trong thuần dương điện còn có đại trận tuyệt sát. Nhưng mà hiện tại lữ động tiên cùng 9 đại trưởng lão bất tử chi thân đã được gọi đi, tiến vào trong hỗn nguyên vô cực đồ thần bí. Lực lượng phòng thủ của thuần dương điện đã bị yếu bớt đi rất nhiều. Nhưng mà cho dù là thế, nhân vật bất tử chi thân cường hoành bình thường đi vào cũng chỉ có một chữ, chết. Đang lúc 9 đại vạn cổ cự đầu ngăn cản không nổi, từ trong hoàng tuyển đồ truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông, hơi chút lưu chuyển liền dốc vào trong cơ thể 9 đại vạn cổ cự đầu lập tức vô tương lão tổ, thương ảnh tử, là thủy bắc, long đạo nhân, cơ hồ pháp lực đồng thời tăng vọt, tất cả nguyên khí hao tổn đều được khôi phục. Nhất là mộc đạo nhân, trên thân thể vang lên hàng loạt tiếng răng rắc, thân thể thần vương của hắn cư nhiên trực tiếp giải thể. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu dung hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, cư nhiên cũng tấn thăng lên bất tử chi thần. Thân thể của hắn là thân thể của một đầu thần vương do phương hàn cướp đoạt được, dùng thế giới chi thủ luyện hóa, sau đó cho hắn sống trong bát bộ phù đồ hắn cũng chiếm được nhiều chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Sau khi nốt huyết nhục hỗn loạn, hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ lại được Phương Hàn quán thông nguyên khí, rất nhiều ý niệm hướng tới, từng đạo hạ xuống, cư nhiên cũng lĩnh ngộ chân lý của thân thể cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, thành tựu bất tử chi thân. Cánh cửa tiên giới mở rộng ra, nguyên khí cuồn cuộn một lần nữa chút xuống, thân thể của hắn dung hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng, lực lượng cũng tăng vọt theo. Từ 100 triệu trọn vẹn tăng tới 700 triệu mới dừng lại đương nhiên hắn cũng không có lợi hại như phương hàn một khi tu thành bất tử chi thân lực lượng tăng vọt lên tận 5 tỷ hắn chỉ có 700 triệu mã lực trong giấy cường giả bất tử chi thân xem như là nhân vật nhược tiểu thế nhưng bất tử chi thân chính là bất tử chi thân một khi tấn thăng đến bất tử chi thân có thể luyện chế trung phẩm đạo khí không bị thân thể hạn chế tùy y biến hóa năng lực thích ứng với sinh tồn đề cao vô số lần mộc đạo nhân đinh cuồng hết lên bản thể thân tháp của bát bộ phủ đồ một lần nữa khô đọng uy lực gia tăng trực tiếp phản kích rất nhiều đoàn anh kích ngược lại. Mà giờ khắc này, thân ảnh của Phương Hàn giống như ma thần bốc lên từ trong hoàng tuyên đồ. Cả hoàng tuyên đồ biến hóa run rẩy, hóa thành một kiện hoàng bào rộng thùng thình, ra trì trên người hắn. Hoàng bào này không ngừng kéo dài, chui vào trong hư không, khiến cho cả người hắn biến thành một pho tượng hoàng giả, tựa như có thể thao túng chư thiên. Ma khí cuồn cuộn, hơi chút lưu chuyển cư nhiên biến thành bổn nguyên tinh khiết. Luân hồi lực trực tiếp luyện hóa khí tức đại trận cửu cửu thuần dương, sau đó nhét vào bên trong quyền trượng đế thích phương hàn vừa xuất hiện liền tung ra một chảo quyền trượng đế thích đã bị hắn nắm trong tay cây quyền trượng này được hoàng giả của thần tộc dùng giờ khắc này rơi vào trong tay hắn lại càng thêm phối hợp tăng thêm sức mạnh hắn giống như là một trí tôn thống trị thần giới vô địch khắp thiên hạ cây quyền trượng thượng phẩm đạo khí này rơi vào trong tay hắn lập tức toát ra hư ảnh thần tộc nồng đậm trói lọi từ trong quyền trượng đi ra đồng thời kèm theo hàng vạn thanh âm hò hét sùng bái hắn hơi khu động quyền trượng mặt đất cư nhiên xuất hiện một lỗ thủng bên trong tràn ra thần chi lực của mãnh hư thần giới phương hàn tay cầm thần tộc trí bảo quyền trượng đế thích cư nhiên giống như thần hoàng trực tiếp mở ra hư thần giới nhưng mà điều này cũng không có gì kỳ lạ hắn đã luyện hóa toàn bộ sở nam công tử nuốt vào cơ thể cho nên có được toàn bộ lực lượng thần thông khí tức thậm chí chi nhớ truyền thừa của sở nam công tử hiện tại hắn đã có thể mở ra tiên giới phật giới long giới đồng thời cả hư thần giới nữa tiên long phật thần bốn đại lực lượng hội tụ cùng một chỗ càng tăng thêm lực lượng, uy nghiêm cho hắn. Tinh đế long sàng. Một lần nữa Phương Hàn quát lên. Thanh âm chấn động khiến cho bốn phía ba động, tinh đế long sàng đột nhiên bay tới, lượn xuống phía dưới chân hắn, tạo thành một cái ván trượt. Đứng trên tinh đế long sàng, tay cầm quyền trượng đế thích, một tay khác mở ra hư không đột nhiên bỗng chốc biến hóa, đầu ngón tay đều hóa thành kình thiên chi trụ lớn như ngọn núi, bay thẳng đến chỗ từ Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh. Khi bàn tay của hắn vọt tới, tất cả khí lưu đều đông lại, giống như biến thành sắt thép vậy. Không, còn cứng rắn hơn trăm triệu lần so với sắt thép. Biến thành thiên tinh thạch. Không tốt. Tư mã trùng đang muốn chuẩn bị một môn pháp thuật cường hoành, cướp lấy quyền trượng đế thích, đại hỗn độ lôi kiếm của Phương Hàn. Thế nhưng nháy mắt này, cư nhiên Phương Hàn phóng ra từ trong hoàng tuyền đồ, ma khí chấn động chấn khai thiết huyết chiến kỳ của hắn, sau đó xuất hiện cỗ lực lượng mà căn bản hắn không thể chống lại. Lực lượng của Phương Hàn có khoảng chừng 5 tỷ mã lực, mà hắn chỉ có 800 triệu. Tranh lệch thật sự quá lớn, hơn nữa cảnh giới của Phương Hàn còn cao hơn hắn nhiều, pháp bảo cũng cao minh hơn, cho nên hắn làm sao có thể chống lại. Nhưng mà trên người hắn cũng có đại khí vận, thủ đoạn che giấu nhiều không thể tính, không biết liệu có ai có thể triệt để giết chết hắn không. Trong nháy mắt này, hắn há miệng phun ra một cỗ huyết vũ, hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bên người, sau đó tại mi tâm của hắn hiện ra một viên đá hình trái tim. Viên đá này màu đỏ như lửa, trong đó dường như ẩn chứa không gian vô tận, trong đó có sinh mệnh lực cường đại bão phát ra thân thể của tư mã trùng lập tức bành trướng giống như quả bóng vậy trên viên đá xuất hiện một cỗ huyết sắc quang hoa biến thành từng đạo huyết long cường đại xoay tròn vây quanh người tư mã trùng sau đó tiến vào thân thể hắn bỗng chốc thân thể hắn tan rã lực lượng liên tiếp kéo dài cư nhiên cũng tấn thăng đến bất tử chi thần pháp lực trọn vẹn tăng lên gần gấp đôi 18 ức mã lực sinh mệnh bảo thạch cư nhiên là sinh mệnh bảo thạch hồng thiên kinh thấy một màn như vậy cũng quá rung động nguyên lai tư mã trùng có một khối sinh mệnh bảo thạch thượng cổ tứ đại thần thạch, tính mạng, vật thần, linh hồn, thiên tinh. Trong đó thiên tinh cùng vật thần thạch dùng để luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, mà linh hồn, tính mạng hai đại bảo thạch lại càng thêm thần bí. Trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy, lực lượng còn lớn hơn nhiều so với tinh thần chi hạch, chỉ cần tìm thấy được một khối là có thể tăng tu vi lên tới một trạng thái đáng sợ. Đã như vậy ta đây cũng không che giấu nữa, linh hồn chi thạch, ra cho ta. Ta tu luyện đại linh hồn thuật, một trong ba đại đạo, dĩ nhiên chiếm được một khối linh hồn bảo thạch. Nguyên bản ta không muốn lãng phí lực lượng của viên bảo thạch này, thế nhưng hiện tại không thể không lãng phí. Linh hồn chi thạch giúp ta bước vào bất tử chi thân. Trong tích tắc này, trên đỉnh đầu của Hồng Thiên Kinh cũng bay ra một khối bảo thạch, khối bảo thạch này hình lục giác, giống như một đại trận, khí tức linh hồn vô cùng tinh khiết từ trong đó thẩm thấu ra. Sau đó viên bảo thạch này vỡ ra hòa thành khí lưu tiến nhập vào trong thân thể của Hồng Thiên Kinh, lực lượng thân thể hắn cũng trực tiếp tăng lên, trọn vẹn tăng lên tới 2 tỷ mã lực mới ngừng lại hắn cũng tiến vào cảnh giới bất tử chi thân. Hai đại đệ tử kiệt xuất nhất của vô cực tinh cung này quả nhiên trời sinh có đại khí vận bao phủ, cùng một ngày môn phái gặp đại kiếp nạn, cư cứ nhiên cứng rắn từ thần thông thập trọng tăng lên tới bất tử chi thân. Đây quả thực là chuyện hãn hữu từ xưa tới nay. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người đã tấn thăng lên bất tử chi thân, lực lượng đạt tới đỉnh phong, đồng thời xuất thủ. Từ mã trùng hóa thân thành một nắm tay cự đại, năm ngón tay trên nắm tay này siết chặt, ngón tay cái áp lên tạo thành quyền nhãn, là ngọn nguồn của lực lượng một quyền này khiến trời long đất lở, nguyên khí sụp đổ. Ba nghìn đại đạo, dũng mãnh tinh tiến, tiếp một quyền của ta, vương đạo bá đạo, hòa với thân thể, tiếp một chiêu đại vương phách quyền của ta. Một quyền này của tư mã trùng cư nhiên là một môn đại đạo kỳ lại đại vương phách thuật trong ba nghìn đại đạo, trong đó ẩn chứa vương đạo, bá đạo hai loại lực lượng vô cùng. Đại vương phách thuật, tốt tốt tốt, không thể lường được, tư mã trùng, ngươi che giấu rất sâu đấy. Đây chính là đại đạo bài danh trước 20 của 3.000 đại đạo, ẩn chứa vương đạo. Bá đạo, ngươi quả nhiên là đối thủ của ta. Hồng Thiên Kinh trông thấy Tư Mã Trùng đánh ra một quyền trời long đất lở, vương đạo bá đạo đều ẩn chứa trong đó. Cũng lập tức cảm nhận ra đây chính là đạo thuật gì trong 3.000 đại đạo. Đại vương phách thuật này chính là hấp thu vương đạo, bá đạo hai loại khí tức trong trời đất rèn luyện mà thành. Một khi luyện thành đủ có thể khiến thiên địa thần phục, khí thế cực sung túc. Lực lượng cũng rất mạnh, quả thực có thể xé rách ngôi sao, đánh tan tinh vực đã như vậy hiện tại ta đây cũng thi triển ra thực lực chân chính đại long tướng thuật vạn long luyện giới đại tiên thuật hồng thiên kinh đột nhiên chấn động một lần nữa tung ra môn thần thông khác nguyên lai like, hai đại thần thông phật môn của hắn là đại giải thoát thuật đại sư độ thuật cũng đều cực kỳ lợi hại nhưng hai loại đạo thuật này chỉ chú ý tới nhu hòa không cường mãnh thế cho nên lần này hồng thiên kinh thi triển ra môn thần thông mang tính chất bạo tạc đại long tướng thuật môn thần thông này chính là thần thông mà lần trước linh lung tiên tôn dùng để đánh bại thái hoàng thiên nhưng mà Hồng Thiên Kinh tự nhiên không thể so sánh với Linh Lung Tiên Tôn, cảnh giới của hai người kém xa một trời một vực. Thế nhưng hiện tại hán thi triển ra, quanh thân lập tức tuôn ra từng đợt long lực, đám hư ảnh thiên long một lần nữa bành trướng, hóa thành một tòa đại trận bao phủ tới phương Hàn, uy lực cư nhiên ngang hàng với đại vương phách thuật của Tư Mã Trùng. Hai đại cao thủ, một người có 18 ức mã lực, một người có 20 ức, liên thủ, uy lực tăng vọt, công kích hạ xuống, liền ngăn cản đòn bạo kích của phương Hàn chúng ta liên thủ đánh bại tên nghiệp chứng phương hàn này cướp lấy pháp bảo của hắn tư mã trùng hồng thiên kinh hai đại cao thủ quân lâm thiên hạ liên tục nhiếp kình lực quấn quanh thân lai động công kích tới phương hàn muốn triệt để ngăn chặn phương hàn cùng đánh bại hắn trên mặt hồng thiên kinh hiện ra nụ cười gần tựa hồ như bản thân mình chuẩn bị chiếm được đạo linh phù lục tự chân ngôn thế gian tự tại vương phật vậy chỉ có hắn mới hiểu được tác dụng của đạo phù chú này cũng minh bạch đạo phù chú này đại biểu cho cái gì trong lòng hắn đạo phù chú này còn quan trọng hơn cả hoàng tuyền đồ thế gian tự tại vương phật còn lợi hại hơn nhiều so với hoàng tuyền đại đế đại năng không biết qua bao nhiêu thế kỷ vĩnh cổ hai đại cao thủ đều có tâm tư cho nên mãnh liệt tung ra hết sức muốn giết chết phương hàn thế nhưng phương hàn lại lần nữa phát uy các ngươi cho rằng bản thân luyện thành bất tử chi thân là có thể ngăn cản được ta sao vô ích hôm nay ta sẽ khiến cho hai kẻ có đại khí vận như các ngươi phải chết phương hàn không nhúc nhích lực lượng toàn thân một lần nữa tăng lên truyền thuyết nói người có đại khí vận là do giết người khác cướp lấy khí vận của người đó khí vận của mình càng ngày càng tốt, xuất môn là nhặt được bảo tàng. Hôm nay tất cả pháp bảo, thần thông, thậm chí thân thể các ngươi sẽ bị ta luyện hóa, trở thành khôi lỗi của ta, vận mệnh của các ngươi cũng giống y như sở nam công tử vậy. Lúc này Phương Hàn đã tu thành bất tử chi thân, có lợi hại hơn nhiều so với Hồng Thiên Kinh, Tư Mã Trùng. Tự nhiên không sợ hai người tập kích, tay hắn nắm quyền trượng đế thích đứng trên tinh đế long sàn, đột nhiên vung cây quyền trượng này lên, quyền trượng đế thích này bỗng lớn lên gấp trăm ngàn lần, như một ngọn núi hung hăng oanh kích tới đại vương pháp thuật cùng đại long tướng thuật liên tục vang lên hai tiếng bạo hưởng tư mã trùng hồng thiên kinh hai người trực tiếp bị đẩy lùi lại hai đại thần thông của bọn họ bị phản kích bật lại thượng thương thủ thượng thương thủ phương hàn bước ra một bước tinh đế long sàng áp xúc từng thốn áp xúc không gian sụp đổ hắn thất tay một cái thượng thương thủ lập tức đánh về phía tư mã trùng mà trong cùng lúc đó trên người hắn lại nổi lên một tầng quang cháo trên mặt quang cháo xuất hiện hoa văn giống như mai rùa thượng cổ chính là đại hộ thân thuật. Tư Mã Trùng ra sức huy động thiết huyết chiến kỳ đón đỡ thượng thương thủ, thế nhưng bỗng chốc hắn bị chấn đắc khí huyết nhộn nhạo. Đại thương khung thuật của Phương Hàn chính là do Ú Thích Thiên Thần Hoàng cùng Sở Nam công tử tu luyện ngàn năm, sau đó kết hợp lại, môn thần thông này đã đạt tới một loại cực hạn, quả thực là gặp người giết người, thấy Phật giết Phật. Đại hộ thân thuật vừa ra, lực phòng thủ thật kiên cố, bất cứ công kích gì gặp quang cháo này cũng lập tức bị đẩy ra. Phương Hàn, ngươi muốn chết. Thân thể Hồng Thiên Kinh biến hóa, vận vẹo, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng dương đông kích tây cuốn về phía bát bộ phủ đồ. Cùng lúc đó đà la kinh tràng trên người hắn đồng thời lại cuồng bạo, đánh tới bản thể của Phương Hàn. Ngươi muốn cướp bát bộ phủ đồ của ta sao? Quả thực là chán sống. Phương Hàn há lại không biết ý đồ của kẻ này. Đột nhiên lúc này hắn điểm ra một ngón tay. Uy năng của số mệnh, thay đổi vận mệnh. Một câu mệnh lực trùng trùng điệp vượt qua mọi bến bờ không gian được Phương Hàn dùng một ngón tay huy động vọt ra, trực tiếp đánh lên thân thể Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút tán loạn, rơi vào trạng thái rất nguy hiểm. Đây là loại thần thông gì? Hắn lập tức thi triển ra huyền công biến hóa, quanh thân tôn trào kim quang, giống như một tòa núi vàng vậy. Thiên trọng kim sơn, ngũ đế đại ma, chấn áp ngũ hành, thay đổi thế giới, càn khôn xoay tròn. Phương Hàn sắc thủ nhanh như điện, bàn tay vừa nhất, cũng không có thi triển lại tiểu túc mệnh thuật nữa, mà là thi triển ra thần thông bổn mạng của mình, cơ hồ nó đã tan ra một thể cùng tính mạng mình, đại ngũ hành thuật, chính là ngũ đế đại ma thần thông. Hiện tại tu vi của hắn đã là bất tử chi thân, trường sinh bí cảnh nhi trọng, ngũ đế đại ma thần thông cũng tăng trưởng lên theo, triệt để lĩnh ngộ ra huyền bí của ngũ hành, thiên địa nguyên quyết, trình độ sắc bén còn trên rất nhiều so với thần thông như đại thương khung thuật. Năm tiếng bạo phát vang lên, giống như hàng loạt tinh cầu nổ mạnh, mỗi tiếng nổ mạnh khiến chung quanh thân thể hồng thiên kinh tựa hồ như bay ra một tòa núi lớn, từng ngọn núi lớn này, màu vàng có, màu xanh có, màu đen có, màu hồng cũng có màu vàng chính là bạch đế kim hoàng trảm còn lại chính là thanh đế hắc đế xích đế hoàng đế ngũ đế ngũ hành nguyên khí biến thành năm tòa núi lớn đè xuống ngưng tụ thành một tòa ngũ hành cự đại ngũ hành cự đại này tựa như ngũ hành chi địa là nơi chấn áp xích uyên ma tôn cũng không quản hồng thiên kinh tốt hay là xấu đều bảo áp xuống trong nháy mắt sắc mặt hồng thiên kinh thay đổi trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ đại ngũ hành thuật bài danh trước 10 trong ba đại đạo hư mở cho ta hắn điên cuồng vận chuyển thần thông muốn phá vỡ chấn áp ngũ hành đại sơn chấn áp phương hàn không hề cho hắn bất cứ cơ hội nào mãnh liệt phun ra nguyên khí một cỗ nguyên khí thẩm thấu vào trong ngũ hành đại sơn trôi nổi trên đỉnh đầu hồng thiên kinh ép sùng khiến hắn liên tục thở dốc nguyên bản sống lưng hồng thiên kinh luôn luôn thẳng lúc này cũng bị đè cho cong lại bát bộ phù đồ phương hàn một lần nữa khai động kim quang quanh bát bộ phù đồ nổ mạnh lại tiếp tục chấn áp từ mã trùng từ mã trùng liên tục trường khiếu thế nhưng vô ích Mộ đạo nhân ở trong đó đã đột phá bất tử chi thân phương hàn cũng đi ra chủ trì phút chốc hắn cũng bị bắt bộ phủ đồ chấn trụ không thể thoát thân phương hàn chấn trụ hai người này cũng không động thủ giết chết mà thở dài một hơi thân thể bỗng chốc cao thêm trọn vẹn cao thêm ba nghìn trượng đây là thân thể của hắn cũng không phải là bổ mạng thiên địa pháp tướng cùng lúc đó trên thân thể hắn cũng trọn vẹn xuất hiện ba nghìn cánh tay đầu của hắn không ngờ xuất hiện năm khương mặt khuôn mặt lại càng có điểm giống thần hoàng của thần tộc lại có gương mặt giống ma hoàng trong ma tộc có gương mặt lại giống tướng mạo của phật đà gương mặt thứ tư lại giống như long kiểm mặt của thái cổ thiên long mà gương mặt thứ năm lại mơ hồ không rõ không rõ ngũ quan chỉ là một mảnh nổi lõ năm gương mặt này phân biệt đại biểu cho thần ma phật long còn có số mệnh nữa là biểu tượng cho tu vi của phương hàn tu thành bất tử tri thân sau đó thân thể có thể tùy ý biến hóa không có bổn mạng thiên địa pháp tướng nữa nhưng mà vẫn giữ lại thần thông trong thiên địa pháp tướng Hiện tại Phương Hàn bỗng chốc biến hóa thành bộ dáng ba nghìn tay, ba nghìn mắt, năm gương mặt, lớn như núi. Khí tức quả thật như ma tôn buông xuống, tản mát ra không gian chung quanh, từng tức từng tức trận pháp bỗng dưng bạo liệt. Ma khí trên người hắn vọt ra, tạo thành từng đạo từng đạo ma long. Tại chỗ đại trận cửu cửu thuần dương bị chấn vỡ tan. Một số đệ tử tu vi nông cạn trong đó đều bị nổ mạnh, kim đan bay ra. Không tốt, lực lượng tại sao lại cường đại như vậy? Hồng Thiên Kinh, Tư mã trùng tạm thời bị chế trụ cũng nhìn thấy hắn như vậy biến thành bộ dáng hung bạo, đều khiếp sợ vạn phần. Bất quá bọn hắn cũng âm thầm tích xúc lực lượng, ý đồ lại lần nữa phá vỡ trấn áp phương hàn, thoát ra ám toán hắn. Mà một số vạn cổ cự đầu bố trí đại trận cử cử thuần dương cũng đều giống to, mãnh liệt lùi lại, ý đồ muốn ngưng tụ lại đại trận. Thế nhưng phương hàn há lại cho bọn họ có cơ hội. Thuần dương chi long, cuối cùng không cách nào thức tỉnh, luyện hóa cho ta. Thuần dương đan ra. Phương Hàn đem tinh thần phù văn cống hiến của Sở Nam công tử nếm ra. Những cống hiến này, số lượng khoảng chừng 500 triệu, nói cách khác khoảng chừng có thể đổi được 500 triệu viên thuần dương đan. 500 triệu cống hiến này toàn bộ đều chui vào trong miệng 3000 thuần dương chi long, đám thuần dương chi long này lập tức phun ra đại lượng đan dược, toàn bộ đều rơi vào trong hoàng tuyển đồ. Trên quảng trường đại điện, thuần dương chi long chỉ cần cho chúng cống hiến, chúng nó sẽ rút cử dương thánh thủy ở sâu trong thuần dương điện ra, cô động thành thuần dương đan, đây chính là quy củ vĩnh hằng mà vô cực tinh cung đặt ra đương nhiên đây là bởi vì đại trận cửu cửu thuần dương cũng không có triệt để thức tỉnh lại bọn chúng bằng không bọn chúng chẳng những không cho phương hàn đổi đan dược ngược lại sẽ giết chết hắn nhưng mà hiện tại trong thuần dương điện điện chủ lữ động tiên đã rời đi chín đại trưởng lão bất tử chi thân cũng đã rời đi muốn thúc dụng đại trận cửu cửu thuần dương khiến cho ba nghìn thuần dương chi long triệt để cuồng bạo thanh tỉnh không phải là chuyện dễ dàng trong một sát na Phương Hàn đem tất cả điểm cống hiến tích xúc của Sở Nam công tử toàn bộ tung ra ngoài, đổi thành 500 triệu viên thuần dương đan, đưa vào trong hoàng tuyền đồ. Phương Hàn không chút do dự hết lớn một tiếng, thanh âm cơ hồ chấn động tam giới. 500 triệu viên thuần dương đan đều thiêu đốt, hoàng tuyền đồ bao trùm thế gian. Pháp lực cường hoành của hắn bỗng chốc thiêu đốt toàn bộ thuần dương đan này, thúc dục hoàng tuyền đồ. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay Đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.